Hello, xin nhé. Chào mừng anh em đến với gà FC Mobile và tất nhiên rồi, mình là gà đây. Hôm nay vào game thì anh em sẽ tiếp tục nhận được thêm một vài phần quà từ EA, đấy chính là cái gói chuỗi tuần. Cái gói này thì thay thế cho gói chuỗi ghi bàn. Thì về cơ bản cách nhận thưởng nó tương tự thôi. Anh em sẽ có thể nhận được 3 mốc đầu tiên là miễn phí, chúng ta sẽ nhận được thêm là điểm coin này, 200 điểm gem hoặc là thêm gói cầu thủ từ 85 đến 90. Và ngoài ra thì đến mốc thứ tư, tức là cái mốc các gói cầu thủ từ 93 đến 99 này, anh em sẽ phải nạp một phát và sau khi nạp xong chúng ta lại tiếp tục nhận được thêm 3 mốc miễn phí nữa. Thì tổng của cái gói chuỗi ghi bàn này thì sẽ có khoảng tầm 20 mốc và chúng ta sẽ kéo dài trong vòng 9 ngày. Do đó thì anh em nào mà muốn nạp để còn nhận được hết tất cả các phần quà trong gói chuỗi ghi bàn này thì anh em có thể inbox gà thông qua Zalo để được hỗ trợ làm nhé. Sự thì mình vẫn thấy anh em nên nạp Star Pass hoặc là FC Point, nó cũng kinh tế hơn một chút so với cái gói này. Còn gói này anh em nào mà muốn nạp gói nhỏ thì cũng có thể tham khảo cái gói tuần này. Và ngoài ra thì hôm nay trong cái phần sự kiện Euro cũng đã có thêm một vài cập nhật mới. Cụ thể thì đầu tiên trong cái phần là nội dung chính này, chúng ta cũng đã mở thêm một cái tab mới, tức là trước đây chúng ta đang đá các trận đấu ở vòng bảng thì hôm nay chúng ta đã mở thêm các trận đấu ở trong vòng 16 đội, tức là trong đây anh em sẽ tiếp tục cày cuốc để có nhận được thêm những cái điểm gọi là điểm hành trình. Và từ những cái điểm hành trình này thì tất nhiên rồi, anh em sẽ có thể mang đi đổi thưởng ở trong cái phần là phần thưởng Euro. Thì cái phần này tiếp tục cày cuốc em nhé, cái phần này tiếp tục là một phần mà cũng khá là vất vả để em có thể cày cuốc. Và ngoài ra thì trong một cái phần đó chính là cái phần OVR trực tiếp Euro này, chúng ta cũng đã mở thêm cái tab thứ hai, đó chính là cái phần vòng loại trực tiếp. Cái phần này thì thực sự thì chắc là nhiều em không để ý, anh em tưởng là nó vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên thì hôm nay chúng ta cũng đã mở thêm cái phần thứ hai là cái phần vòng loại trực tiếp. Và tương tự như cái phần vòng bảng thôi, anh em sẽ lựa chọn một trong các cầu thủ ở đây để có thể là tất tay đặt niềm tin vào các cầu thủ này sẽ có thể được tăng thêm OVR. Cụ thể thì trong cái phần loại trực tiếp này chúng ta sẽ chỉ được cộng tối đa là thêm 2 OVR thôi. Cụ thể thì với những cầu thủ ở vị tiền đạo hoặc tiền vệ thì chúng ta cần phải ghi một bàn thắng hoặc là một kiến tạo ở trong hai trận tiếp theo thì mới có thể được cộng thêm OVR. Và ngoài ra thì các cầu thủ ở vị trí là hậu vệ thì sẽ được cộng thêm một OVR khi mà đội tuyển đấy giữ sạch lưới ở trong hai trận tiếp theo. Và điều kiện thứ hai thì chính là chúng ta sẽ phải ghi từ 3 bàn thắng trở lên nhé, tức là đội đấy sẽ phải ghi từ 3 bàn thắng trở lên. Tại đây chúng ta cũng có một vài con hàng cũng khá là ok. Ví dụ như con hàng Skamaka này, chúng ta có thêm Luke Shaw mình nghĩ là anh em sẽ lựa chọn khá nhiều. Tuy nhiên thì với phong cách của cửa nam thì mình không chắc là con hàng Luke Shaw này có được tăng lên tối đa là 2 OVR hay không, tại vì phong cách cửa nam nó cũng ghi khá là ít bàn và ngoài ra thì nói chung là cũng hơi phế anh em ạ. Và ngoài ra chúng ta có thêm một vài thẻ cầu thủ như con hàng Petty này, con hàng là Peroneto hoặc là cầu thủ Divine hoặc là một vài thẻ cầu thủ khác nữa. Thực ra thì cái phần này nếu như mà anh em tin tưởng các cầu thủ này sẽ được cộng thêm OVR thì em có thể lựa chọn nhé. Và ngoài ra thì hôm qua chúng ta cũng có thêm một cái cầu thủ mới ở trong cái phần là sự kiện Hero. Thì thực ra thì con hàng Future này thì thực ra nó không quá ngon đâu, nhưng mà trong cái phần nhiệm vụ của cái phần sự kiện Hero này mình thấy có một cái cũng khá là hay. Khi mà anh em đá các phần nhiệm vụ này chúng ta có cái phần thưởng này, đây chính là cái gói cầu thủ từ 94 đến 98. Thì các gói cầu thủ này sẽ bao gồm theo các giải nhá. Hiện nay chúng ta đang theo giải của La Liga và ngày mai thì có thể sẽ đổi sang giải khác. Thì anh em coi thấy là chúng ta sẽ bao gồm các thẻ cầu thủ của giải La Liga, liên quan đến thẻ cầu thủ của UTTS này, liên quan đến thẻ cầu thủ TTS hoặc là những thẻ cầu thủ của sự kiện Champions League. Nói chung là mình thấy là cái gói này cũng khá là ok khi mà anh em có thể mở được rất nhiều phút liên quan đến thẻ cầu thủ 94, hoặc là nếu như may mắn hơn nữa mở được những con hàng 98 thì phải nói là quá là ngon. Thực sự cái phần anh hùng này về cơ bản nó cũng hơi nhàm chán một chút, nhưng mà mình thấy là cũng khá là ok khi mà chúng ta có thêm nhiều phần thưởng, nhiều phút và nhiều cái cũng khá là hay. Và ngoài ra thì hôm qua chúng ta cũng có thêm cái phần mới, để chính là trong cái phần sự kiện Shape Shift thì nó chỉ là một cái tab nhỏ ở trong cái phần là chế độ thử thách thôi. Và trong cái phần này thì hôm qua mình cứ tưởng là chỉ đá với máy thôi, tuy nhiên thì sau khi cày cuốc thì mình thấy là hai trận cuối này chúng ta sẽ phải đá trực tiếp head to head với cả đối thủ, tức là đá với người thật. Thì trong cái phần này mình có tham khảo một vài mẹo, đó chính là anh em có thể xếp các thẻ cầu thủ OVR thấp vào cho đội hình để giảm cái OVR đội hình của mình xuống. Và khi mà giảm xuống thì có thể sẽ gặp được những cái đối nhẹ hơn. Thực ra cái phần này thì mình cũng chưa thử đâu, tuy nhiên thì mình tham khảo ở trên YouTube, trên Twitter, trên Facebook thì cũng thấy có một vài anh em chia sẻ là anh em có thể sắp xếp đội hình làm sao có OVR thấp nhất và đi giao lưu. Thực ra cái phần này mình nghĩ là cũng không nên đâu, tại vì là nếu như mà chúng ta không thắng chúng ta cũng có thể dùng khoảng 500 xu để đá lại, chúng ta cũng không cần thiết phải giảm OVR, tại vì giảm OVR thì nhiều lúc cũng hơi tội cho anh em mới chơi khi mà đội hình đã cùi rồi lại còn đi gặp những cao thủ. Ok, và ngoài ra nữa thì theo Mr. Starbreed thì trong cái phần là bản hợp đồng bí ẩn, tức là cái phần là Mystery Trading này thì
sang tuần tiếp theo nhé. Tức là tuần này chúng ta vẫn đang là nhận các cầu thủ 90. Tuy nhiên thì sang tuần tiếp theo chúng ta sẽ có khai thẻ cầu thủ R92. Tức là thay vì nhận cầu thủ 90, chúng ta đã nhận thêm cầu thủ 92 thì có khả năng làm phút nó sẽ tốt hơn, và đổi các điểm liên quan đến điểm lựa chọn thị trường nó cũng sẽ ok hơn thay vì cầu thủ 90. Tại vì cầu thủ 90 hiện nay cũng không còn quá ngon rồi anh em ạ. Ok, và tiếp theo thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng đi thử nhân phẩm của gà hôm nay, xem hôm nay có mở được con hàng nào ngon hay không và có con hàng nào chất lượng hay không. Và quên mất, hôm nay thì cũng là ngày cuối cùng anh em thi đại học rồi, thì liệu anh em có kết quả tốt hay không và anh em đánh giá sao về kỳ thi vừa rồi thì cũng chia sẻ dưới phần comment nhé. Ok, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến cái phần là mở pack ở trong cái phần cửa hàng. Đầu tiên thì liên quan đến cái phần sự kiện hàng đầu, cái phần này thì nói thật với anh em là hôm nào mình cũng chia sẻ, hôm nào mình cũng nói là chúng ta có một cái gói miễn phí này. Cái gói này không ngon nhưng mà anh em phải mở để em có thể hoàn thành được full các điều kiện trong cái phần sự kiện Euro. Nên là anh em nào mà quên, anh em tranh thủ đang xem cái video này thì em có thể vào trong game và anh em mở luôn cái gói miễn phí này. Tại vì cái gói này thì mình cũng chia sẻ rồi, không ngon đâu, nhưng mà nó là một cái phần mà nhiệm vụ anh em cần phải làm để có thể là hoàn thành được cái phần nhiệm vụ Euro và nhận được full tất cả các phần thưởng trong cái phần sự kiện đó. Và ngoài ra thì hôm qua chúng ta hôm qua chúng ta mới có thêm cái gói cầu thủ là gói gộp khoảnh khắc Euro 1, và anh em sẽ dùng khoảng 9.000 điểm gem hoặc là dùng 600 cái điểm FC point để mở. Thì thực ra thì cái gói này mình thấy là cũng không quá ngon đâu, nhưng mà thôi, coi như điểm gem thì mình cũng đang còn, thì mình sẽ thử cho anh em xem là liệu cái gói này nó có ok hay không. Tại vì là mình thấy có rất nhiều người mở nhưng mà không mở được con hàng nào ngon cả. Ok, tiếp theo thì sẽ là cái phần gói thứ hai là một cầu thủ không giao dịch được từ 96 đến 99, hy vọng rằng ra con hàng 99 đi. Ok, đây sẽ là một thẻ gì ta? Bồ Đào Nha. CM hỏng rồi. Bruno Fernandes à? Phải không? Ui, được. Ui, ôi được cao phết anh em ạ. Ui, Vitinha 99 ạ. Ui, mình cứ chê nhưng mà thôi, con hàng này được đấy. Thực ra thì con hàng CM thì hiện nay mình đang có rất nhiều CM, nào là Zidane này, nào là Jude Bellingham này, hoặc là nhiều thẻ cầu thủ khác nữa, nhưng mà thôi cho thì nhận, tại vì là nói thật là CM hiện nay mình cũng đang khá nhiều. Và ngoài ra thì anh em cũng có thể thử nhân phẩm, nếu như em không đủ gem thì em cũng có thể nạp khoảng 600 cái điểm FC Boy để mở nhá. Biết đâu ra được con hàng 99 như mình thì cũng gọi là khá là xịn sò. Còn nếu không thì em có thể sử dụng cái gói là 3.000 điểm gem này. Cái gói này thì hàng ngày chúng ta sẽ mở được một phát thôi. Trong cái gói này chúng ta sẽ có nhiều cầu thủ hơn so với là cái gói bên kia. Và trong cái phần này thì thực ra thì lâu lâu mình mở lại được may mắn. Mà 9.000 điểm gem làm gấp 3 lần cái gói này thì kiểu gì trả ra con hàng ngon, không ngon thì ai mở nữa. Ok, chúng ta sẽ cùng đến cái gói thứ hai, 3.000 điểm gem. Đây sẽ tiếp tục là một cờ gì đây? Sekbi à? Không phải, RM. Con hàng này con hàng gì? Ui, 94. Thôi, bỏ qua, con hàng 94 thì ok, 94 cũng không sao cả. Sau khi mở được con hàng 94 rồi thì mình sẽ mang con hàng này đi vào trong cái phần trao đổi. Tại vì phần trao đổi này là một cái phần mà chúng ta sẽ có thể dùng các cầu thủ 94. Và như hôm trước mình có chia sẻ rồi, sau các tuần gần cuối của cái phần sự kiện Euro này, chúng ta có thể sẽ có thêm cái phần là TOTT, tức là các cầu thủ từ 98 đến 99. Nên là những cầu thủ nào mà có OVR từ 96 trở lên ấy thì mình nghĩ là anh em nên để lại. Còn các cầu thủ 94 thì em có thể exchange. Tại vì là biết đâu đấy cái điều kiện exchange chúng ta sẽ dùng các cầu thủ 96. Cái phần này cũng chỉ là dự đoán thôi chứ mình cũng chưa biết được, chỉ biết là sẽ có thể các cầu thủ TOTT và các cầu thủ này sẽ có khả năng là đến vào các tuần cuối. Ok, đây sẽ là một cờ gì đây? Ba Lan, GK, Sydney à? Đúng rồi, 96. Nhưng 96 thì mình đang có con hàng Donnarumma cũng không để làm gì cả, nhưng thôi, EA cho thì chúng ta nhận. Và nói chung là nhân phẩm của mình hôm nay mở cũng khá là ổn đấy chứ. Và liệu anh em mở được con hàng là ngon hay không và xịn sò hay không thì cũng chia sẻ tới phần comment nhé. Ok, và trên đây là một vài thông tin về FC3 ngày hôm nay. Cụ thể thì hôm nay chúng ta cũng không có quá nhiều điểm mới đâu, ngoài việc là hôm nay chúng ta cũng đã có thêm một cái gói mới, chính là gói chuỗi tuần để em có thể nạp cũng như là em nhận các phần thưởng free miễn phí trong cái gói này nếu như mà anh em không nạp. Và ngoài ra thì hôm nay trong cái phần sự kiện Euro chúng ta cũng đã mở thêm các cháp mới ở trong cái vòng loại trực tiếp để em có thể là cày cuốc thêm các phần nhiệm vụ. Ngoài ra anh em cũng có thể chọn các cầu thủ như là con hàng Luke Shaw hoặc những con hàng khác trong cái phần OVR trực tiếp để có thể là hy vọng rằng những cầu thủ này sẽ được cộng thêm OVR. Và tại cuối video thì mình cũng thử mở cho anh em cái gói 9.000. Cái gói kia thì mình cũng không hy vọng quá nhiều đâu, nhưng mà mở được con hàng 99 cũng gọi là ổn, cũng gọi là ok. Và video của gà thì xin phép được kết thúc tại đây. Nếu như em thấy hay và thú vị thì đừng quên để cho gà một like, một đăng ký nhé. Cảm ơn em. See you soon. Yeah.